Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái bài tập này. Đây là một cái dạng càng ha, mà nó có cái độ cong như này, cong vuông góc như này. Đó. Và nó có ở trên đây nó có hai cái lỗ, một cái lỗ theo phương này và một cái lỗ theo phương này. Đó. Hai cái lỗ này vuông góc với nhau, chéo nhau. Rồi bây giờ để vẽ cái hình này á, thì mình sẽ vẽ cái tiết diện cắt ngang này nè các bạn ha. Nó tiết diện cắt ngang này nó giống như tiết diện chữ T nè. Đó, sau đó mình sẽ vẽ cái đường dẫn này nè. Đó, mình sẽ dùng lệnh web mình cho nó chạy cái tiết diện chữ T này, chạy dọc cái đường này. Đó thì các bạn làm như sau ha. Các bạn vô Inventor nè. Đó, các bạn vô cái new nè các bạn. Rồi các bạn chọn cho tôi cái thẻ Magic nè. Magic xong các bạn lăn con chuột xuống. Lăn xuống. Tìm cái này, đây là standard mm.ibt nè. Rồi các bạn ok. Đó. Các bạn đợi nó chạy ha, nó load lên. Đây, rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái tiết diện này các bạn. Đây giờ mình phân tích hình nè. Cái tiết diện này á là cắt ngang chỗ này nè các bạn ha, cắt đây, nhìn xuống á thì nó ra chữ T này nè ha. Các bạn có thể nhìn hình 3D bên này để dễ thấy nè. Đó, cắt ngang chỗ này. Thì cái bề ngang này nè là 50 nè. Đó, cái bề dày này là 10 nè các bạn. Đây. Các bạn vẽ cho tôi một cái hình chủ nhật. Đây, dưới đây. Lít trên đây. Kéo lên. Bề ngang này là 10 các bạn. Bạn tap qua. Cái chiều cao này nè là 50. Đó. Thấy chưa? Sau đó các bạn dùng lệnh dimension nè. Các bạn khống chế kích thước từ cái mép dưới này nè. Lên tới cái điểm tâm này nè. Đó là 25. Enter. Thấy không? Từ đây tới đây là 50. 25 là nó đẩy ra giữa nè. Đó, cái điểm tâm mình ngay giữa này. Rồi, tiếp theo là mình vẽ cái đoạn lồi này ra nè. Nha, mình cũng vẽ cái hình chủ nhật. Cái bề dày nó vẫn là 10 các bạn ha, bề dày vẫn là 10. Từ đây qua đây nè là 38. Đây các bạn chọn lệnh vẽ hình chủ nhật nè. Đó, lít đại đây nè, kéo qua. Đó, các bạn bấm tab. Đây là 10 nè, mình quan tâm cái kích thước này thôi, enter. Rồi, xong đó mình ghi kích thước nè, từ cái mép bên đây nè qua cái mép này nè. Đó là 38 các bạn. Bây giờ nó gịch vô. Rồi cái điện cái này nè, bề dày này nè, nó ngay giữa thì khoảng cách từ đây nè đến cái điểm này nè. Đó các bạn kéo ra. Chính là 5. Không? Ở đây 10 nè, thì đây 5 là nó đẩy ở giữa. Sau đó các bạn dùng lệnh chim nè. Chim bỏ những cái dư đi. Đó. Chim đi. Chim đi. Đó. Ok, ta được cái chữ T như thế này các bạn. Rồi các bạn finish ticket này đi. Đó, ta được một cái tiết diện chữ T kính như thế này. Đúng chưa? Tiếp theo á, bây giờ mình sẽ đứng ở cái mặt này nè các bạn ha, ở cái mặt tâm này nè. Mình sẽ vẽ một cái sketch đường cong này nè. Đó, để tí nữa mình sẽ cho cái tiết diện chữ T này chạy chạy theo cái đường cong này. Đó, và cái đường cong này nè, nó sẽ nằm ngay đầu mút này. Đây các bạn làm như sau. Các bạn rút 2D ket nè, chọn vô 2D ket nè. Bấm vô dấu cộng trước origin này các bạn. Bấm vô. Ở đây mình lựa chọn cái bề mặt ha. Đó, bề mặt mà nó đi qua cái tâm của chữ T này nè các bạn. Đó mình rà thôi, để bề mặt này không phải. Bề mặt này này, bề mặt XOZ nè, vô đây. Đó, các bạn thấy nó quay không? Và để ý ha, mình sẽ bắt đầu vẽ đây nè. Mình sẽ vẽ cái đường này nè. Đó, thì đường này là nó nằm ở dưới ngay cái điểm mút này nè, là ngay cái đây nè. Đó, cho nên là các bạn nhìn bên đây, mình sẽ quay qua như thế này. Đó, để cho nó thuận chiều luôn. Rồi mình mới bấm vô cái nút này. Đó, rồi chưa? Sau đó các bạn sẽ dùng cái lệnh Project Geometry nè. Các bạn chiếu đây nè, các bạn quay nghiêng một tí đây, chiếu cái cạnh này nè. Đó, lên trên cái mặt sketch này thì nó được một cái điểm các bạn, này nó suy biến thành một điểm. Đó, để chi vậy? Để mình vẽ đường line nè, các bạn bấm vô line nè. Bắt vô cái điểm vừa mới chiếu nè. Các bạn vẽ thẳng xuống. À, để coi vẽ thẳng xuống bao nhiêu các bạn phải tính nha. Tức là từ cái điểm này nè. Đó, các bạn vẽ xuống tới đây nè. Nha. Thì ở đây cái cung này nè là R65 các bạn nha. Từ đây
từ tâm này nè, thấy không? Xuống tới dưới đây là 120. Thì các bạn trừ ra nè, 120. Đây tôi mở cái máy tính lên nha. Các bạn bấm vô cái nút search nè, gõ CAL calculator đó các bạn. Đây. Đó, mở cái máy tính này lên. À, để tính cho nó khỏi lộn như vậy đó. À, nhiều khi mình tính nhầm nó không rành nó lộn ha. Nguy hiểm. Đây. Để tính cho các bạn xem nè. Ở đây 120 nè. Thấy chưa? Trừ bớt đi khoảng cách từ đây tới đây nè các bạn. Đó. Là 65 nè, trừ 65 nè. Đó. Bằng nè. 55, tức là từ đây nè tới cái điểm này nè. Từ đây nha. Tới điểm này là sau là 55. Đó, cho nên ở đây nè, tôi vẽ thẳng xuống nè các bạn. 55. Đó, thấy chưa? Escape ra. Đó. Đây tôi quay nghiêng cho các bạn xem nè, đó, tôi đưa một cái đường này nè. Nó chính là đường này nè. Đó, đường bên hông này nè. Rồi, tiếp theo. À, tôi vẽ một cái đường tròn R65. Đây. Quay vuông góc vô, chọn lệnh vẽ đường tròn này các bạn nha, các bạn đưa vô đây, kéo ra đây đó, trên đường ngang gì đó, lít nè, lít đại, ghim nó vô đây đó, sau đó các bạn ghi kích thước nè đó, ghi kích thước R65 thì ở đây là nó ghi đường kính mà, mình lấy 65 nhân đôi lên đó, ok, thấy chưa, 130. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ tới đây nè, đoạn từ đây vẽ qua nè, qua tới điểm này. Thì ở đây á, là từ mép này qua tới bên đây là 135. Mình lấy 135 này nè, mình trừ đi cho 65. Đây, 135 trừ đi 65 các bạn. Bằng 70 nè, thấy chưa? Là cái đoạn từ đây tới đây là 70. Đây, có nghĩa là ngay cái điểm dưới đây nè các bạn, ngay điểm dưới cùng của cái đường tròn nè. Lít vô đây. Kéo qua, nhập 70 vô, enter. Đó là được đoạn này, sau đó các bạn dùng lệnh chim. Chim cái cạnh này đây đó. Escape ra. Đó, ta được một cái tiết diện hình chữ T nè và một cái đường dẫn đây nè. Thấy chưa? Sau đó các bạn finish ticket này đi. Mình dùng lệnh swap nè các bạn, dùng lệnh swap. Đó. Cái profile là nó tự hiểu nên nó chọn cho mình cái tiết diện chữ T kính nè. Cái path này thì các bạn chọn cho cái đường này. Đó, ok. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ vẽ được cho ta một cái chi tiết mà giống như chữ T vậy đó, mà nó đẩy dọc, chạy dọc theo cái đường dẫn mình vừa mới vẽ nè. Đó là ta được cái phần thân dưới này nè. Đó, cái phần thân dưới này xong rồi. Bây giờ mình đi tiến hành vẽ các cái đoạn trụ này. Thì bắt đầu mình vẽ cái đoạn trụ này trước nha. Đoạn trụ này thì mình sẽ tạo một cái sketch ở trên cái mặt này nè các bạn nha. Đây các bạn rig 2D sketch quay qua nè, lên cái mặt này nè. Đó, thấy chưa? Rồi thì cái tâm của đoạn trụ mình là nằm đúng ngay cái tâm phía trên này luôn, tâm này nè. Đó, ngay cái mép này luôn nha, quay vuông góc vậy nè. Các bạn gọi lệnh vẽ đường tròn nè, lít vô ngay cái tâm này, kéo qua đây, lít vô, đúng không? Nó phải là bằng, bây giờ phi 50 nè, đúng bằng luôn nè, thấy chưa? Rồi, ở đây các bạn tính toán kích thước nè, cái bề dày này nè các bạn là 10 thôi. Hiện giờ mình đang đứng trên cái mép này nè, đúng chưa? Đó, thì mình sẽ add chút, đây mình finish cái két này đi. Đó, các bạn chọn lên add chút nè, bấm vô cái đường tròn nè. Đó, thì ở đây á mình ép chút ra hai phía các bạn, phía bên đây và phía bên đây, phía bên trái và phía bên phải nè, thì mình chọn thằng này ha, tại vì hai cái này nó không đều nhau nha các bạn. Nếu như mình đứng ngay cái tâm này á thì nó đều, nhưng mà hiện giờ mình không phải đứng ngay tâm, mình đứng ngay mép bên hông này nè, thì mình phải tính toán kích thước nó. Đây các bạn nè, từ tâm này nè, ở đây là đoạn dài này 76 thì mỗi bên là 38 ha, mỗi bên 38. Ở đây là 38 đúng không? Mình trừ đi cái bề dày này là 10 nè, mà mình đang đứng mép bên đây, vậy là mình lấy 38 mình trừ đi cho 5 nha, 38 trừ đi 5 là còn 33. Cái đoạn bên đây là 33 nè các bạn. Đây cái đầu bên đây nè, 33. Đó. Rồi cái đầu bên đây, đầu bên phải nè,
là mình lấy 38 nè, mình cộng cho 5 nha. 38 mà cộng 5 là 43. Đầu bên đây là 43 các bạn. Đó. Ok. Đó, các bạn thấy không? Ok đó. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đục cái lỗ này. Lỗ này là phi 34 các bạn ha. Thì đục cái lỗ này mình có hai cách. Một là mình đứng trên cái mặt này, mình vẽ một cái sketch tròn xong mình ép chút kết. Hai là mình dùng cái lệnh hole nè, định đục lỗ nè. Đây, giờ tôi dùng lệnh hole đi. Đây, chọn vô cái lệnh hole nè, là cái lỗ nè. Các bạn chọn vô đây. Chọn cái concentric nè, tức là đồng tâm đó. Các bạn click lên đây. Sau đó các bạn chọn vô cái đường tròn này. Đó, nó tự định tâm của cái lỗ đồng tâm với cái đường tròn này. Và sau đó mình khai báo cái đường kính lỗ này thôi. Đường kính lỗ này là phi 34 các bạn. Nha, nhập 34 vô. Đó, và ở đây các bạn chọn là ruon. Ruon là đục thủng suốt từ bên đây qua bên kia. Rồi các bạn ok nè. Đó, thấy chưa? Rất là đẹp. Rồi, tương tự như vậy mình sẽ làm cái ống này ha. Ống này ống này thì mình đứng ở trên cái mặt mặt tâm này nè. Đó, mình vẽ thôi, vẽ cái đường tròn phi 38. Đây, các bạn ra nè, đó, coi mặt nào, mặt này nha, đúng không, mặt tâm đó đó. Đây, tôi chọn vô Retire Decade nè. Chọn vô cái mặt XOZ nè các bạn. Đó, thấy chưa. Rồi vẽ một cái đường tròn nè. À, ở đây mình xem coi, cái đường tròn này tâm ngay đây à. Rồi, ok. Phi 38. Ở đây các bạn chọn vô cái lệnh nè, Reset Geometry nè. Hoặc là các bạn bấm phím F7 ha. Bạn chọn vô này, chiếu cái cạnh này xuống. Rồi các bạn chọn vô Circle nè, Lit nè, ghim vô đây. Đó, sau đó các bạn dùng kích thước khống chế. Đây là 38 đúng không, phi 38. Đây các bạn ghi kích thước từ đây tới đây để cho nó rịch xuống nè. Hiện giờ các bạn thấy cái này nó chưa tiếp xúc vô điểm này và cái này chưa tiếp xúc vô điểm đó. Cho nên ha, mình khống chế kích thước này là bằng một nửa bán kính 38, một nửa đường kính 38/2. Đó, nó rịch ngay giữa nè. Rồi finish cái kết này luôn. Dùng ép chút các bạn. Bấm vô đây. Chọn vô cái đường tròn này. Ép chút đều về hai bên. Nha. Và cái kích thước là chiều dài bao nhiêu? Đây nè các bạn, chiều dài thì mình nhìn cái hình này nè. À, 64. Nha, 64. Nhập vô đây. 64. Đó. Thấy chưa? Điều qua hai bên, tổng chiều dài 64. Ok. Bây giờ rồi tiếp theo mình đục lỗ hole nè. Chọn vô cái thằng concentric nè. Lít đại một điểm trên đây. Sau đó chọn vô cái đường tròn này. Và cái bán kính này là phi 20 các bạn. Nha, phi 20. Đây các bạn nhập vô. À, cái đường kính này là phi 20. Đường kính nha các bạn. Ok. Đó. Rồi. Tiếp theo. Ở dưới đây là ok nè. Rồi mình còn cái phần trên đây nữa thôi. Cái phần lồi lên như thế này. Thì cái phần lồi này cũng rất là dễ ha. Mình cũng tạo một cái sketch. Nha, đây. Các bạn rig 2D sketch lên trên cái mặt. Đó, đi qua tâm này. Chính là mặt XOZ. Lịch vô đây. Đó. Sau đó các bạn sẽ vẽ cho tôi cái đường tròn R15 là đường kính là 30 nha. Rồi đây, vẽ đường tròn vẽ đại đây nè, đường kính 30 đó. Bây giờ sau đó mình dùng kích thước để khống chế từ cái tâm đường tròn này tới cái mép này nè. Đó, hồi nãy của mình là bao nhiêu đây, 76 và 38 nè các bạn. Đây, cái này chính là 38. Đó, khoảng cách này 38. Rồi, tiếp theo là khoảng cách từ tâm cái đường tròn này nè xuống tâm này là 40. À, các bạn bấm phím F7 nè. Nó ghi kích thước nè. Từ tâm này đến cái tâm này nè. Đó là 40.
Đó, 40. Thấy giờ nó dịch xuống như vậy. Rồi, tiếp theo các bạn vẽ cho tôi cái đường thẳng đây xuống, thẳng đứng xuống đây. Rồi, escape ra. Vẽ cho tôi cái đường từ đây đó, xuống đây. Rồi một đường nối kính lại ha. Sau đó các bạn chim nó đi, chim cành này đi. Rồi vẽ cho tôi một cái đường tròn này nè. Đường tròn này phi bao nhiêu đây? Phi 12 các bạn. Đây là phi 12, là đường tròn nhỏ đây nè. Đây, đường tròn đồng tâm với cái đường tròn này. Và đường kính là 12. Đó. Rồi các bạn phi nít kết này đi. Đó. Sau đó các bạn ép chút nó. Chọn vô cái này. Ép chút về hai phía. Đó. Và cái bề dày này là 22 các bạn thấy không? 22. Nhập 22 vô đây. Ok. Đó. Bây giờ. Rồi, kiểm tra cái còn gì nữa không? Ok rồi nha. Rồi. Vậy là đầy đủ nha. Bây giờ mình sẽ gán vật liệu cho nó. Các bạn bấm vô cái dấu cộng trước cái solid body nè. Bấm vô đây. Chọn cái solid 1 nè, bấm phím phải. Property. Bấm vô đây, các bạn lăn con chuột xuống tìm cái vật liệu mà các bạn muốn gán cho chi tiết. Đây, tôi muốn gán là metal clip. Ok. À. Rồi, tiếp theo là tôi sẽ khắc chữ lên trên cái bề mặt này. Các bạn rít 2D CAD lên trên cái bề mặt này. Đó. Sau đó các bạn chọn vô test nè. Click vào đây. Rồi các bạn nhập chữ vô. Design. By. Và vu. Hu. Đó. Các bạn Ctrl A. Cái size chữ này tôi cho là 7 đi. Ok. Đó. Rồi các bạn escape ra. Nha. Nắm vô cái chữ này. Các bạn di chuyển nó ra. À, hiệu chỉnh đó, hiệu chỉnh cho đều. Đây cái chữ này thì nó hơi bự nha các bạn ha. Vậy là cái kích thước 7 này hơi bự rồi nha. Các bạn bấm chọn vô nó nè. Đó, bấm phím phải nè, vô Edit Text nè. Rồi, Ctrl A. Tôi cho cái này xuống khoảng 5 thôi. Ok. Đó, 5 là chắc đẹp nè các bạn. Rồi, sau đó tôi bấm vô cái chữ này, tôi điều chỉnh cái vị trí cái chữ cho nó đẹp. Rồi ví dụ vậy đi. Ok. Thấy chưa? Đó. Rồi tôi sẽ dùng cái lệnh Embed các bạn. Tôi chọn vô cái chữ nè. Sau đó tôi chọn khắc chìm nè. Chọn cái Warp to Face nè. Chọn vô cái bề mặt nè. Ở đây chiều sâu tôi cho là 1 ly nha các bạn. Ok. Đó, các bạn thấy nó khắc xuống cái nè. Khắc chìm xuống 1 ly rất là đẹp, thấy chưa? Zoom nhỏ lại. Rồi. Các bạn chọn vô cái Embed, tức là chọn cái khắc chữ vừa mới làm nè. Các bạn bấm phím phải vô Property. Tôi sẽ tô màu đỏ cho nó. Bấm vô đây, gõ chữ R vô. Rồi, chọn Red nè. Ok. Đó, các bạn thấy nó tô chữ màu đỏ đẹp không? Rất là đẹp. Đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chọn vô cái cục này nha. Cục này nằm hơi vậy đó. Đó. Bây giờ tôi sẽ set cái hướng nhìn này làm hướng nhìn home. Các bạn bấm phím phải vô cái cục đó. Chọn Set Current View at Home nè. Fit Distance. Đó. Thì khi đó các bạn quay quay ha, quay ở các cái góc độ khác nhau để các bạn xem. Rồi sau đó các bạn muốn quay về chuẩn thì các bạn bấm vô home nè. Đó. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện vẽ xong cái bài tập này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi hữu ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Các bạn hãy đặt chuông thông báo để đón nhận các cái clip mới nhất của tôi. Khi tôi up lên thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái clip của tôi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.